chào bác. Chào hai bác. Ra đây ăn cơm một chút. À, hai bác có bao giờ nghe tới Lào Cai chưa? Chỗ đó rất hòa bình và mát mẻ. Nếu hai bác quyết định bây giờ thì cháu có thể đặt trước một chuyến bay rẻ tiền luôn. Chưa, nhưng chúng tôi không thích mấy thành phố nổi tiếng lắm, cho nên cháu có giới thiệu một chuyến xung quanh cho không? Vậy à, cháu biết một nơi rất đẹp mà hai bác chắc chắn sẽ hài lòng với. Đây là Nha Trang. Thành phố này ngay bên cạnh bờ biển và có nhiều sự hấp dẫn lắm. Wow. Xem nè, cái chỗ này đẹp quá. Tôi thì muốn đi chỗ nghỉ mát Vinpearl. Và tôi cũng muốn đi chùa Long Sơn, Tháp Bà, Hồ Nanyanu. Em chỉ liên quan đi đến du lịch bằng thuyền hơn. Và chúng tôi cũng có lặn biển. Wow, đây là lần đầu tiên tôi thấy xe xích lô. Thiệt à, em muốn đi xe ngựa. Em muốn đi thăm Nha Trang. Tôi đồng ý. Tôi muốn đi Nha Trang. Sự biết chọn nơi tốt quá. Mấy nơi này bác nói tới thì nổi tiếng với hết du khách đi tham được Nha Trang. À, cảm ơn cháu. Cảm ơn cháu nhiều.